Rồi, bài reading. Trang 66 nào. My name's Tony and I'm 15 years old. Đọc. Bây giờ mẹ đọc trước nha, xong lát con đọc á. Lunch time in the UK. Ăn trưa ở Vương quốc Anh nha. Lunch time là giờ ăn trưa đó. My name's Tony and I'm 15 years old. I live in London. In my country, students usually bring a packet lunch to school or have a school dinner. Parents make packed lunch at home. They are usually a sandwich and some fruit. School dinners are hot meals the school make. We call them dinner even though lunchtime is in the middle of the day. They usually cost £2 a day. School dinner are very healthy in the UK. Children get fruit and vegetables in every meal, rice or potato or pasta and chicken or fish. Thì mình đọc này, mình dịch này. Tên tôi là Tony và tôi 15 tuổi, tôi sống ở London. Ở đất nước tôi, học sinh luôn luôn mang đồ ăn trưa đến trường mà được đóng gói, là được bỏ vào hộp mang đến trường, hoặc là ăn trưa ở trường. Nghe chưa? Những bậc phụ huynh thì làm đồ ăn trưa tại nhà. Họ và chúng luôn luôn là một cái bánh mì sandwich và một ít trái cây. Ăn bánh mì sandwich với trái cây thôi. Còn các bữa trưa ở trường thì là những bữa ăn mà được nấu nóng hổi nhá, mà do trường làm. Chúng tôi gọi nó là dinner. Thậm chí dinner thường là bữa tối nhá, nhưng mà đây là nó gọi là dinner, mặc dù là đây là giờ ăn trưa là vào giữa trưa trong ngày, nhưng nó vẫn gọi là dinner, thích gọi vậy đó. Và chúng có giá là 2 bảng một ngày. 2 bảng một ngày nhá. Một bảng là 3 mấy nghìn ạ, và 2 bảng là mấy chục nghìn đó. Rồi, những bữa trưa ở trường á thì rất là healthy nha. Ở Vương quốc Anh thì những bữa trưa ở trường rất là healthy. Trẻ em thì ăn trái cây và rau củ vào mỗi bữa ăn. Ăn cơm này, hoặc là khoai tây này, hoặc là mì ống này, và ăn thịt gà hoặc cá này. Ok chưa? Rồi các bạn trả lời where is Tony from? Câu này dịch cho cô câu này Châu. Trả lời. Tony lớn ở đâu? He is from the UK. Viết vào. He is from the UK. Thì ghi vào London rồi phẩy UK. London. The UK. Viết vào đi, đừng có éo éo nữa. Hết giờ nơi rồi. Éo bực mình. Rồi câu 2. Câu 2 xu dịch con. Gì? Câu 2 dễ nhất gì nữa? What is a packed lunch? Đồ mang đi ăn trưa, đồ hộp mà mang đi ăn trưa là cái gì? Là cái gì? Bố mẹ đóng gói cho nó đồ ăn trưa mang tới trường là cái gì? Sandwich và một ít trái cây. Vậy trả lời là they are usually a sandwich. Sandwich and some fruit. Ghi vào đi con, đừng có ồn ào nữa, bực bội lắm. And some fruit. They are usually a sandwich and some fruit. Ghi cho Châu. Su ghi cho con. Châu sang câu tiếp theo, dịch câu tiếp theo. Châu. Câu 3. Câu 3 là what is a school dinner? Ủa sao lại cô vậy? School dinner là cái gì? School dinner là ăn. Đâu? Chỗ nào đâu? Ăn trưa ở trường. Là cái gì? Là cái gì? Cái đoạn nào? Nó là bữa ăn mà ở trường nấu đâu? Nói chỗ nào đâu? School dinner a hot meal. School dinner a hot meal. The school make from cô. The school make. Câu 4 sau. Bao nhiêu tiền đúng và rồi. Buổi trưa? Cái gì bao nhiêu tiền buổi trưa? Đồ ăn trưa ở trường giá bao nhiêu tiền? Trả lời sao? Hai bảng nói sao? Đây a gì? Đây gì? It usually cost hai ở đây. Trả lời theo chủ ngữ của câu thì sẽ là it. It usually cost phải thêm gì vô số? It là chủ ngữ số it thì cost phải thêm gì vô? Thêm sờ vô. £2 ở đây. Nha, £2 ở đây. Hai bảng đó. 104. Câu 5 Châu. Viết vào chưa vậy? Châu viết chưa?
Chưa biết là làm sao? Thì viết đi. Câu 5. What food is usually in a school dinner? Su gì câu 5 cho mẹ? What food is usually in a school dinner? Loại đồ ăn nào? À, cái bữa ăn ở trường thì thường là đồ ăn gì? Viết chỗ nào đâu? Khúc nào đâu? Viết sao? It is usually. Trả lời theo câu hỏi. It is usually. Khúc nào đâu? Viết tiếp vào. Khúc nào trong bài văn? Đó là fruit. Fruit nè. Fruit and vegetable. Fruit and vegetable. Viết tiếp đây. In every meal. In every meal. Rice or potato. Nó ăn cơm thì nó khỏi ăn khoai tây, mà nó ăn khoai tây thì nó khỏi ăn cơm, thì nó xài từ or có nghĩa là như vậy. Wow. Rồi, xong rồi. Or pasta. Or pasta, mì ống đó. Rồi phẩy này. À, and. Cái khúc cuối thấy chưa Châu? And chicken or fish. Nó ăn thịt thì nó khỏi ăn cá, mà ăn cá thì khỏi ăn thịt, cho nên nó xài từ or, hiểu không? Now, it is usually fruit and vegetable. In every meal, rice or potato or pasta and chicken or fish. Làm đúng chưa cô coi? Mà còn biết không? Em gặp hôm nay này. Này học quen đi rồi bữa nào không biết được. Viết đi. Xu mẹ con. Làm cho bài bản luôn mai mốt gặp mấy các bạn quyết định trả lời trước. Con chưa trả lời Xu. Câu năm này. Rồi sang bài bên. Nhanh là nghỉ hết cái bài progress check là nghỉ này. Rồi, sang cái câu bài số 6 đi. Hai đứa, sang bài số 6. Hãy đọc công thức. Read the recipe. Complete the question with how much or how many. Then answer them. Rồi, cheese or cheese and tomato omelette. Omelette là gì? Omelette là gì? Trứng ốp lết, ốp la đó. Trứng ốp la, ốp lết đó. Ok. Đây là trứng ốp la, ốp lết với phô mai cà chua. Nha. Ingredient là nguyên liệu. Ingredient là nguyên liệu gồm có 3 egg. Thì đọc đi đã, đọc cái bài này rồi làm bên dưới. 3 egg, 1 tomato. How much milk? 50 milliliter milk. And how much cheese? 80 gram cheese. Okay. Now bây giờ nhá, để làm được cái món ốp lết trứng phô mai cà chua thì các bạn còn 3 quả trứng, 1 quả cà chua, 50ml sữa, 80g phô mai. Câu số 1 các bạn sẽ xài từ gì? Cái bài này các bạn sẽ đặt câu hỏi với how many và how much. Câu 1. Trứng đếm được không? Dạ, xài how gì? How many viết vào. How many eggs do we need? Chúng ta cần bao nhiêu trứng? Chúng ta cần 3 eggs, viết 3 eggs vào. Câu 2. Sữa đếm được không? How much? Và cần bao nhiêu sữa? 50ml. Rồi chúng ta cần bao nhiêu cà chua? Cà chua là đấy, tôi đếm được số nhiều. How many? One tomato, okay? One tomato. And format có đếm được không? How much? Mà cần bao nhiêu? 80 gram of cheese. 80 gram of cheese. Các bạn thêm chữ ớt vào nha. Thêm ớt vào nha. Rồi qua bài listening. Hãy nghe và chọn. Nghe và chọn đáp án đúng. Dịch bài này. Tập trung đi, sắp hết rồi. Rồi nghe. Học cho đến nơi chốn. Cái món ăn yêu thích của Mary là gì? Câu A là cái gì Su? Câu A là cái gì ấy? Burger. Câu B là cái gì? Fish. Câu C là gì? Chở con cá nằm trên đĩa, trên thớt. Nhìn ghê vậy. Pizza. Các bạn nghe. Câu 2. Tony muốn ăn cái gì? Câu A, ice cream. Câu B, sandwich. Câu C là burger. Câu 3, bọn họ order. Order là gì biết không? Order là đặt hàng đó. Bọn họ đã order cái gì? Câu A là kem và pizza. Câu B là pizza và khoai tây chiên. Câu C là burger và khoai tây chiên. Câu số 4. Hai cái đứa này có nghe cô nói không nhỉ? Món ăn yêu thích của Anna là gì? Câu A, chicken. Câu B là fish. Và câu C là thịt. Thịt là gì? Meat hoặc là pork. Các bạn nghe nha. Hai cái đứa này nói chuyện nhiều quá, đau hết cả mỏ luôn. Nó tan, nó cứ tan gấp. Hai đứa này ngồi nói chuyện cả buổi luôn.
Nhanh hết bà đến nơi rồi này. Rồi nghe các bạn, con mở loa. Rồi nghe về này. Hai đứa tập trung nha. Progress check 3. Exercise 7. Page 67. 1. What is Mary's favorite food? What's for dinner, Mary? It's my favorite. Oh, what's that? Burgers? No, that's your favorite. Don't tell me it's fish. I can't stand fish. No, it's pizza. Pizza! Hello! Two, what does Tony want to eat? Come on, Tony, let's have an ice cream. No, thanks. No. I'm really hungry. Do you want to get a burger instead, then? No. I prefer to have a sandwich. Okay, let's go to the cafe. Three, what do they order? I'm hungry. Let's order. What do you like, pizza or burgers? I want pizza. How about you? Yes, me too. Do you want chips with it? Not really. I want a dessert. Ice cream or apple pie? Ice cream. Ice cream. Kem và. Kem và. Four. What is Anna's favorite food? Chicken. Do you like chicken, Becky? Not really, Anna. I prefer red meat and I can't stand fish. I don't like fish either, but chicken, yummy. Cái gì? Cái gì? Câu cuối cùng hơi bị lằng nhằng nha các bạn. Xem đáp án là gì? Ice cream. Này, câu 4 này. Four. Nè. What is Anna's favorite food? Chicken. Do you like chicken, Becky? Bạn có thích gà không, Becky? Not really, Anna. Không hẳn, Anna. Tôi không thích lắm ấy, bình thường. I prefer red meat and I can't stand fish. Tôi thích thịt hơn và tôi không thích cá. Tôi không thể chịu được cá. I don't like fish either. Tôi cũng chẳng thích cá. Chicken, yummy. Chicken thì yummy. Vậy là chicken nha các bạn. Câu 1 là gì? Câu 1, 1C. 1C mà. 1C, 2B, 3A, 4A. Còn cái bài viết biết nữa không? Hãy hoàn thành block về món ăn yêu, về bữa món ăn yêu thích của bạn 50 từ. Và về nhà làm bài này nha. Về nhà làm cái bài viết món ăn yêu thích. Chào mọi người, món ăn yêu thích của tôi là món gì đó? Đó là một món ăn cùng những cái gì và những cái gì? Thật là đơn giản hay là khó khăn để làm? Tôi thích nó bởi vì sao? Đấy, đó là những cái mà cần phải viết. Cái gì? Rồi về đi. Về có làm được không? Có chứ, làm vào được cô kiểm tra chứ. Rồi về đi.